Breakdown. Cách nâng cao giọng hát của mình để cho cả hai bên cân bằng, chứ Tâm không tự trừ đi cái phần thời trang của mình để cho nó cân bằng với giọng hát. Cố gắng làm như thế nào để cho mỗi lần xuất hiện nó phải phù hợp nhất với bài hát và gây được sự thú vị cho khán giả, thì đó mới là cái mà quan trọng nhất mà Tâm đang theo đuổi. Quán cóc vỉa hè là những cái nơi mà Tâm rất là hay lui tới, và Tâm nghĩ là từ đó thì mình mới thể hiện được đâu là bản chất thực sự của mình đối với mọi người, và mọi người cũng rất là quý mình. Đầu tiên là nói về thiên nhiên, sau đó là sự xuất hiện của con người trong thiên nhiên, và sau đó là cuộc sống thành thị. Thì đó là một cái album mang nhiều tư duy của một người kiến trúc sư đi hát. Tôi đọc báo Cộng Cộng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Chiều qua, được nghe tiếng cha về hồ, xuân mới trên tay cười vui mừng. Gia đình chưa đã, sẽ đã đã. Được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chuyên mục Lick Plus của chương trình Music Plus được phát sóng trên kênh Ca Cộng Nhịp Sống. Các bạn thân mến, ở hai tập vừa qua thì chắc hẳn là các bạn cũng phần nào hiểu hơn về Sao Mai Điểm Hẹn Thanh Tâm của chúng ta. Với tập 3 của chương trình thì Thanh Tâm sẽ quay trở lại để chia sẻ về suy nghĩ của mình thông qua tập 3, đó là Scandal. Đầu tiên thì chắc là My sẽ hỏi Tâm một chút về khoảng thời gian bạn ở trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Thường thì trong những cuộc thi thì sẽ có rất là nhiều những khía cạnh mà khán giả cũng giống như là những người mà yêu mến các thí sinh không được biết. Như vậy thì với Sao Mai Điểm Hẹn thì có điều gì nó không được công khai như là hình ảnh ở bên ngoài hay là khán giả đã từng thấy không? Với những cuộc thi khác thì Tâm không biết, nhưng mà với Sao Mai Điểm Hẹn á, riêng về phần Tâm và các bạn thì mọi người rất là hòa đồng với nhau. Mọi người không coi nhau là đối thủ đâu, mà lúc nào cũng coi nhau là anh em, là bạn bè, và hỗ trợ nhau rất là nhiều. Thì mọi thứ trong Sao Mai Điểm Hẹn nó rất là thuận lợi cho các thí sinh, từ các chuyên gia cho tới các thí sinh tham gia, cho nên là có thể đây là một năm khá là bình lặng của Sao Mai Điểm Hẹn. Và Tâm cảm thấy nó là một cái sự may mắn, bởi vì mình có thể tập trung tất cả mọi thứ để mình thi đấu cho tốt hơn. Bên cạnh sự bình lặng của một cuộc thi thì chắc chắn là chúng ta cũng phải công nhận rằng là cuộc thi nào có nhiều scandal, có nhiều lời bàn ra tán vào thì chắc chắn nó sẽ được chú ý hơn. Còn với Sao Mai Điểm Hẹn lần này thì hơi bị chèn ép một chút khi mà trong năm nay chúng ta có quá nhiều những cuộc thi về âm nhạc. Bạn nghĩ như thế nào khi mà khán giả nghĩ rằng là Sao Mai Điểm Hẹn của năm nay không thực sự đem lại sự hấp dẫn bằng những cuộc thi âm nhạc khác? Thì Sao Mai Điểm Hẹn đã trải qua 5 mùa rồi, và chắc chắn cái sức hấp dẫn của nó đối với những chương trình mới, các cuộc thi mới thì nó sẽ không bằng. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn có một cái lượng khán giả riêng, và có cái chất lượng mà những cái người làm trong nghề rất là công nhận. Có nhiều người nói là Sao Mai Điểm Hẹn liệu có quá bị lép vế hay không so với những cuộc thi khác. Thì Tâm công nhận về mặt truyền thông thì Sao Mai Điểm Hẹn có thể nó kém hơn một chút so với các cuộc thi khác, nhưng mà về mặt chuyên môn và về sự yêu mến của quý vị khán giả thì Sao Mai Điểm Hẹn cũng là một trong những cái chương trình mà được đón nhận rất là nhiều. Với những scandal như là mua giải nè, rồi sắp xếp về chiến thắng của những người tham gia, với Sao Mai Điểm Hẹn thì liệu rằng khán giả không có nghe bất cứ một cái lời bàn ra tán vào nào cả, thì chúng ta có nên tin tưởng vào cái kết quả cuối cùng của nó? Bởi vì mặt bằng chung mà nói thì cuộc thi nào nó cũng có những cái việc ở bên trong mà chúng ta không biết. Vậy khán giả bây giờ bạn nghĩ rằng họ phải làm thế nào để tin tưởng vào chất lượng của những cuộc thi? Chúng ta không có những cái cách cụ thể để khiến họ tin vào mình đâu. Mà cái chất lượng thí sinh, cái vị trí của từng thí sinh trong cuộc thi, cái sự yêu mến của khán giả dành cho từng thí sinh, nó chính là cái chính yếu mà chúng ta nên đặt nặng. Tức là dĩ nhiên thi hát thì cái giọng hát là trên hết. Thành ra là giống như là những cuộc thi gần đây, ví dụ như là Sao Mai Điểm Hẹn, The Voice hay là Việt Nam Idol, thì những cái người mà chiến thắng hoặc là những người may mắn đi đến những chặng cuối cùng đều làm thỏa mãn phần nào sự kỳ vọng của khán giả vào từng cuộc thi. Khi mà bước ra từ một cái cuộc thi như vậy thì chắc chắn là chúng ta không tránh khỏi những cái sự so sánh nè. Rồi hồi nãy mà khi mà My nghe bạn chia sẻ về
cái môi trường giữa những thí sinh trong sau 3 điểm hẹn thì My thấy rất là bất ngờ. Bởi vì ở những cuộc thi khác theo My biết á, thì cái sự cạnh tranh nó rất là nhiều. Thậm chí là vẻ ngoài thì mọi người tỏ ra rất là vui vẻ với nhau, nhưng mà ở đâu đó ở bên trong thì vẫn có một cái sự cạnh tranh. Và chúng ta đã cảm thấy, đã chứng kiến được rất là nhiều những scandal dính dáng tới việc cạnh tranh trong cái cuộc thi. Còn với sau 3 điểm hẹn thì nó bình lặng như vậy. Bạn nghĩ rằng là cái sự bình lặng này liệu rằng nó có tốt với các nghệ sĩ trẻ không? Bởi vì chúng ta lúc nào cũng muốn mình có một cái sự cạnh tranh công bằng nè, rồi phải cố gắng, mình phải cố gắng hơn nữa. Mà cái sự cố gắng này nằm ở sự cạnh tranh. Trong sau 3 điểm hẹn thì cái sự bình lặng nó không nằm ở chỗ là các thí sinh công nhận lẫn nhau rồi cảm thấy chủ quan đâu. Và sự cạnh tranh ở đây nó theo hướng rất là tích cực, tức là mọi người dốc hết sức để làm tốt được cái lịch trình, cũng như là dốc hết sức để làm sao cho mỗi tuần mình xuất hiện thì nó mới mẻ và nó đạt kết quả cao như mong muốn. Và tâm nghĩ cái sự cạnh tranh thì ở đâu cũng có, nhưng mà trong sau mai thì nó mang nhiều hướng tích cực hơn. Trong suốt quá trình mà bạn tham gia sau mai điểm hẹn thì My biết là bạn cũng có nghe được những cái scandal từ những cuộc thi khác. Như vậy thì bây giờ mình không nói rõ ràng về scandal nào cả, nhưng nếu như ở vị trí là một người cũng vừa bước ra từ một cuộc thi, và nhất là đã có một cái quá trình dài mình tham gia nghệ thuật, sinh hoạt ở trong trường thôi, nhưng mà bây giờ thì bạn đã có cái kinh nghiệm gì cho bản thân mình để không có phải vướng vào những cái scandal trong giới showbiz nữa? Thì scandal dù sao đi nữa thì nó có giống như là một cú hích để nó đẩy một cuộc thi lên hoặc là đẩy một cái tên tuổi nào đó lên. Nhưng mà tâm nghĩ quan trọng nhất vẫn là đường dài, bởi vì sau cú hích đó thì bạn làm được gì? Sau sau 3 điểm hẹn, khi mà Tâm đã gọi nôm na là Tâm đã dấn thân vào showbiz đi, thì mình cảm thấy là mình làm những gì mà mình cảm thấy là đúng. Và cái mà Tâm quan tâm nhiều nhất hiện giờ đó là làm sao để giọng hát của mình càng ngày càng hay hơn, và làm sao để khán giả yêu mến mình, đó là cái mình quan tâm nhất. Còn về showbiz, ví dụ như nó có bất chợt nó đến với Tâm đi chăng nữa, thì lúc đó tùy cơ ứng biến vậy, có cần đến scandal để mình nổi hơn hay không thì Tâm chưa nghĩ đến. Nhưng mà thường đó thì những cái người nghệ sĩ mà họ chọn cho mình những cái phong cách lập dị một chút, unisex một chút ở trên sân khấu, thì lúc nào họ cũng nhận được một cái lời thắc mắc từ phía khán giả rằng là về giới tính. Tại vì khi mà mình ăn mặc những cái bộ đồ như vậy thì quả thật là cái style của mình nó không có bình thường rồi. Nó phải thực sự khác thường, mình có một cái suy nghĩ mới hơn, khác hơn mọi người, mình mới có thể ăn mặc được như vậy. Vậy thì bạn nghĩ như thế nào nếu như các khán giả yêu mến bạn, họ thực sự tò mò về giới tính của bạn? Như là đạo diễn Phan Huyền Thư có nói, nghệ sĩ cũng giống như là những cái Atula vậy, họ khác hơn là con người. Và Tâm nghĩ cái đây là cũng một điểm thú vị, tức là họ có thể thăng hoa với tất cả cảm xúc của họ. Cái quan trọng nhất của người nghệ sĩ đó là họ cống hiến được gì cho khán giả. Và giới tính hay là đời tư hay là cái gì đó thì nó là những cái mặt ở đằng sau. Và Tâm hy vọng là mọi người, ví dụ như yêu mến Tâm đi chăng nữa, thì hãy lắng nghe Tâm hát, hãy xem Tâm biểu diễn, và mọi người hãy dành tình cảm nhiều hơn cho Tâm khi mà Tâm ở trên sân khấu. Quay trở lại một chút với cái tập 2 của chương trình đó, thì Tâm có chia sẻ rằng là phong cách bình thường của bạn là một người rất là đơn giản, có thể nói hơi xòe xòa một chút nữa. Vậy thì thực sự những cái bộ cánh bạn mặc trên sân khấu là do bạn đầu tư cho trang phục của bài hát thôi, hay là thực sự trong người của mình đã có một cái chất gì đó lạ lạ rồi? Bởi vì nếu như bạn có một chất lạ thì dù ngoài đời tư hay trên sân khấu gì đó, bạn cũng sẽ ăn mặc rất là khác người. Còn đằng này, nếu như mà chỉ xuất hiện trên sân khấu không, thì liệu rằng khán giả có đánh một dấu hỏi cho bạn rằng là người này đang muốn nổi bật hơn cả, muốn tạo một sự lập dị để có thể nói là đây là một cái dạng của scandal chẳng hạn? Cái lạ của Tâm nằm ở chỗ là Tâm không hiểu vì sao mình có thể tách bạch được giữa thanh tâm trên sân khấu và thanh tâm ở ngoài đời. Và khi xuất hiện trên sân khấu á, thì Tâm lúc nào cũng đầu tư và khá cầu kỳ cho trang phục của mình. Bởi vì Tâm nghĩ là khi mặc những bộ trang phục đó, nó phù hợp với bài hát của mình thì nó làm cho mình thăng hoa hơn. Và ví dụ như những bài hát của Tâm nó cũng khá là lạ và Tâm ăn mặc bình thường thì có lẽ là nó không hợp. Nếu mà bây giờ khán giả có muốn thanh tâm bớt quái hơn, ăn mặc đơn giản hơn đi chăng nữa, liệu rằng lúc đó thanh tâm có còn là thanh tâm hay không? Cho nên là giữa thanh tâm xòe xòa ở ngoài đời và thanh tâm rất là cầu kỳ, rất là
Có thể dùng một cái số một từ mà các bạn cũng hay nói là hơi diêm dúa trên sân khấu, thì Tâm nghĩ là nó cũng bình thường thôi, và Tâm cảm thấy là khi ngoài đời thì Tâm như vậy mới sống thoải mái được, và khi trên sân khấu thì như vậy mình mới thăng hoa được. Chị My tò mò một chút xíu là trong năm 2012 vừa qua đó thì chúng ta có rất là nhiều scandal trong giới showbiz, vậy thì scandal nào làm cho Tâm quan tâm? Thì scandal mà Tâm quan tâm, có thể gọi là quan tâm nhất, tại vì nó gây ra một vụ chấn động và tốn khá là nhiều giấy mực của các cánh báo chí, đó là nghi án dàn xếp kết quả của một cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên thì sau đó thì những cái người đăng quang của cuộc thi đó cũng đã phần nào làm thỏa mãn khán giả, tức là quan trọng nhất là cái người đăng quang đó có chiếm được tình cảm của khán giả hay không, và nó có làm cho người ta đặt ra nhiều nghi vấn nữa hay không sau giải thưởng đó. Và cái scandal đó dù sao cũng đã khép lại, và Tâm nghĩ là sau này thì những cái người đăng quang đó sẽ là câu trả lời rõ nhất cho khán giả đối với scandal đó. Bản thân mình cũng là một người bước ra từ những cuộc thi, vậy thì nếu như mà để rút một cái kinh nghiệm cho bản thân thì Tâm nghĩ rằng nếu như mình là cái người nằm trong cái scandal đó thì lúc đó Tâm sẽ làm gì? Chắc chắn một điều là mình lúc nào cũng phải dốc hết sức để cho phần thi của mình tốt nhất. Còn những cái nghi án về dàn xếp kết quả, rồi những cái scandal xung quanh cuộc thi thì mình hạn chế một cách tối đa, làm sao để nó không bị ảnh hưởng đến tinh thần cũng như là cái phong độ của mình trong cuộc thi, thì Tâm nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Sau khi mà nghe Thanh Tâm chia sẻ thì quả thật là chắc là quý vị khán giả cũng hơi tiếc một chút khi mà không có nghe được nhiều những cái tâm sự của bạn. Mà bản thân Dung My thì thấy rằng quả thật các thí sinh sau khi mà bước ra từ một cuộc thi nào đó thì đã được rèn luyện những cái khả năng ứng xử trước báo chí, trước talk show. Cho nên là các bạn lúc nào cũng trả lời rất là khéo léo và cuối cùng chốt lại là sẽ tập trung vào âm nhạc. Bạn nghĩ như thế nào về văn hóa ứng xử của những nghệ sĩ trẻ? Họ có phải là quá khéo léo đến mức độ rằng là khán giả vẫn không chạm được vào một cái con người ở bên trong họ, và đâu đó nó có một cái sự giả tạo, bạn nghĩ như thế nào? Trong suốt quá trình xong điểm hẹn á, thì Tâm có những cái giờ được học với đạo diễn Huyền Thanh về cách ứng xử với báo chí, cách ứng xử với công chúng. Từ những cái đó thì mình có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Cho nên Tâm chọn cho mình cách sống tập trung vào công việc, tập trung vào những cái tình cảm riêng tư của mình, mà ở đó thì mình có thể tự do, mình thể hiện được cái tình cảm của mình hơn là nói về một người thứ ba hoặc là một người không có mặt ở đây. Cho nên là cái lời trách của Dung My thì thực ra là nó cũng đúng. Tức là ở đây thì mình có muốn khai thác nhiều hơn từ nghệ sĩ, nhưng mà dù sao thì đó cũng là quan điểm sống, thành ra là Tâm thôi xin lỗi vậy. Thấy chưa, bởi vậy nói thêm một câu nữa thế là được khai thác thêm một khía cạnh khác nữa. Không sao đâu Tâm, bởi vì hỏi hoặc là muốn chia sẻ đó là cái quyền cá nhân của mỗi ca sĩ thôi. Tuy nhiên thì chương trình lúc nào cũng muốn mang đến những thông tin hấp dẫn mà không có chia sẻ bao giờ ở nơi khác hết, thì hãy chia sẻ ở Lick Plus. Bởi vì My rất là muốn khán giả có thể hiểu thêm, hiểu rõ về chân dung của người nghệ sĩ. Các ca sĩ trẻ khi mà mới bước ra hát đó thì họ lúc nào cũng tập trung vào âm nhạc là chính, quả thật là có. Sau đó thì họ lại bắt đầu tập trung vào những cái khác, ví dụ như là họ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn nè, cho mình có một cái sức hút hơn. Ngoài việc là khán giả có thể nghe thì họ còn thỏa mãn về phần nhìn nữa. Thì phần nhìn ở đây nó không có nghiêng về phần trang phục không, mà còn nghiêng về phần nhan sắc nữa đó. Vậy thì Tâm cũng là một người bước ra từ một cuộc thi, và bây giờ bạn bắt đầu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, bạn nghĩ như thế nào về việc thẩm mỹ của từng ca sĩ? Cái việc mà nghệ sĩ đi giải phẫu thẩm mỹ để cho mình có một cái ngoại hình thu hút hơn thì Tâm nghĩ cái việc đó cũng rất là bình thường thôi. Riêng về bản thân Tâm thì cho đến bây giờ Tâm cảm thấy là tuy mình không thực sự hào nhoáng như các bạn ca sĩ trẻ khác, nhưng mà mình có một cái sức hấp dẫn khác, đó là trong phong cách biểu diễn, trong cái thần thái lúc mình đứng trước sân khấu. Điều đó cũng làm cho Tâm cảm thấy một phần nào thỏa mãn rồi. Tâm đang muốn mình định hình dần về phong cách bên ngoài, về gu ăn mặc, về hình ảnh của Thanh Tâm trước khán giả nhiều hơn là đi thẩm mỹ. Đúng là với việc mình đẹp hơn để mình có thể cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật thì đó là một điều rất là hoan nghênh. Nhưng nếu như các ca sĩ trẻ quá tập trung về mặt hình thức trong khi về nội dung, về chất giọng thì họ không có. Như vậy thì nếu như mà với một cái lối suy nghĩ thoáng rằng là chỉ cần họ đẹp là được rồi, như vậy cái lớp ca sĩ trẻ của Việt Nam mình chắc chắn là sẽ bị thiếu đi chất lượng rất là nhiều.
Ở mỗi người đều có một thế mạnh và một cái nhược điểm riêng. Ví dụ như họ chăm chút cho ngoại hình của mình để có thể xuất hiện trước công chúng thật là hoàn hảo, thì lúc nào họ cũng phải đầu tư cho ngoại hình. Và đến một lúc nào đó có những người khác có những ngoại hình rất là đẹp và hợp với xu hướng của khán giả hơn, thì lúc đó họ lại bị đào thải. Còn về giọng hát của mình thì chắc chắn mình phải trau dồi thường xuyên. Và theo thời gian thì mình có làm được tới cùng hay không, đó là do cái bản lĩnh của mỗi người nữa. Thành ra là nghệ sĩ muốn chinh phục khán giả bằng ngoại hình hay bằng giọng hát hay bằng tài năng, thì đó là con đường mà mỗi người nghệ sĩ sẽ lựa chọn. Và đi đường nào thì nó cũng có những cái điều rất là khó khăn riêng. Nếu như mà sau Mai Điểm Hẹn mùa sau nữa có những bạn trẻ rất là yêu thích phong cách của Thanh Tâm và cũng muốn đăng ký tham gia thi, thì bạn sẽ khuyên họ điều gì? Tâm chỉ có một cái câu nói của một cái chuyên gia người Thái Lan nói với Tâm mà Tâm rất là tâm đắc cho tới giờ phút này. Các câu nói đó thầy tặng Tâm trước khi tham gia đêm chung kết tại sau Mai Điểm Hẹn, đó là hãy là chính mình. Mình thích gì mình hãy làm hết sức của mình đi. Và khi đó thì bạn là chính bạn thì bạn sẽ làm được tốt nhất. Có rất là nhiều lời khuyên cho Tâm trong đêm chung kết là Tâm phải thế này, Tâm phải thế kia. Nhưng mà cuối cùng thì Tâm đã suy nghĩ về câu nói của thầy và Tâm chọn những bài hát mà mình cực kỳ yêu thích và những cái bộ trang phục mà mình rất là ưa chuộng. Và cuối cùng thì Tâm đã làm được hết sức mình, và trong đêm đó thì Tâm thực sự là thăng hoa. Với một cái cá tính rất là đặc biệt như vậy và với một cái sự liều lĩnh dám là chính mình trên sân khấu và không sợ bất cứ một cái lời bàn ra tán vào nào cả, thì cho mình tò mò một chút là trong cái tương lai gần, bạn có mảy may ở trong đầu mình là mình sẽ làm một cái gì đó thực sự đặc biệt, giống như là ví dụ nha, đi phẫu thuật thẩm mỹ thật là khác, chưa bao giờ ai làm hết, để có được một phong cách rất là riêng. Mỗi lần nhắc đến Thanh Tâm là người ta lại nhớ ngay đến điều đó. Ví dụ như biến thành con mèo vậy hả? Thực ra Tâm thấy cái ý tưởng lạ lùng này đến từ một người rất là quái lạ là Yumi thôi, chứ Tâm hiện giờ còn chưa nghĩ tới vấn đề đó nữa. Tại vì bản thân mình hiện giờ mình rất là hài lòng với bản thân mình rồi, mình đang là chính mình. Và cái việc mà giải phẫu cho nó rất là quái dị thì thực ra Tâm dành thời gian đó để Tâm đầu tư cho âm nhạc mình nhiều hơn. Và nhân đây thì chương trình cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ dành cho bạn, đó là 10 câu hỏi rất là nhanh, rất là ngắn gọn. Thanh Tâm hãy trả lời chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, suy nghĩ được cái gì nhanh gọn trong đầu là trả lời luôn ha. Thật nữa nha. Okay. Đơn giản lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Ngoài tên Thanh Tâm ra thì bạn còn có những cái nickname nào khác đặc biệt và vui vui một chút không? Tâm có một cái nickname là Rin Cà Khịa. Rin tức là màu xanh lá cây, tại vì Tâm rất là thích màu xanh lá cây. Và Cà Khịa tức là Tâm đọc được ở trong một cái quyển sách của nhà văn Tô Hoài là quyển Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Thì lúc đó thì có một cái con giấy mèn nó cứ hay ra cà khịa với cô cò đó. Thì Tâm cảm thấy là cái chữ cà khịa nó rất là hay. Tức là mình lúc nào mình cũng vui vẻ và lúc nào cũng tạo cho không khí vui vẻ đối với bạn bè của mình. Bạn có nhớ là trong suốt quá trình bạn tham gia Sao Mai Điểm Hẹn thì bạn đã để bao nhiêu kiểu tóc? Mỗi đêm là 2 kiểu, thành ra là 10 đêm và 5 đêm đầu là 5 kiểu và 5 đêm sau là 10 kiểu, có lẽ là 15 kiểu. Bài hát nào mà bạn thấy mình hát tâm đắc nhất đến bây giờ, mỗi lần nghe lại thì bạn vẫn còn sởn da gà? Đó là bài Lời Tôi Ru. Và cho đến bây giờ thì Tâm mỗi lần Tâm trình diễn lại bài hát đó thì đều được khán giả ủng hộ rất là nhiều. Tâm có thể hát một câu vọng cổ tặng cho tất cả quý vị khán giả đang xem đài không? Dạ không. Hồi nãy chưa chia sẻ là với câu trả lời mà không thể làm được đó thì chúng ta sẽ double lên thành 20 câu. Thực ra là trước giờ Tâm không dám hát nhạc vọng cổ và Tâm cũng không có khả năng hát vọng cổ đâu. Tại vì mình hát nhạc Bắc mình quen rồi, thành ra là thôi cho Tâm xin lỗi. Cái này là mới giao cho nên là không tính nha. Rồi ok. Ca khúc nào làm cho Thanh Tâm bị ám ảnh trong suốt một khoảng thời gian dài? Đó là khi mà Tâm học lớp 8, vô tình nghe được cái album Nhật Thực của chị Trần Thu Hà đó, thì cái ca khúc Giờ Tầm Gai làm cho mình lúc nào mình cũng phải suy nghĩ và lẩm nhẩm hát theo. Thì sau này khi mà tham gia Sau Mai Điểm Hẹn thì trong đêm Gala 1 mình cùng với Việt Anh có song ca bài hát đó, và lúc đó thì tất cả các cảm xúc mà giống như là lần đầu tiên mình nghe nó ùa về, và lúc đó thì tự nhiên cái mình cảm thấy là mình rất là thích, rất là thăng hoa. Ca khúc nào bạn ghét nhất? Tâm thì hiếm khi ghét bài nào lắm, nhưng mà Tâm có một cái dạng là kiểu như mình không thích theo phong trào, thành ra là cái bài nào mà được nhiều người nghe quá thì mình lại không thích nghe. Ví dụ như là khoảng thời gian qua thì mọi người rất là sốt
với một cái bài hát của Hàn Quốc mà có thể Tâm chia sẻ đây thì sẽ bị ném đá rồi thôi. Lỡ rồi, lỡ tham gia trò chơi rồi. Cái bài hát mà Tâm mỗi lần nghe thì cảm thấy là mình muốn trốn tránh là bài hát Gangnam Style. Thế chị nói cho dài dòng, cuối cùng chốt lại là bài hát không thích là bài Gangnam Style. Đó, xong. Và từ hồi xưa tới bây giờ thì Tâm đã yêu bao nhiêu lần rồi? Mình rung động rất là nhiều, tuy nhiên để nói là tình yêu thì rất là khó. Tại vì hình như Tâm là người của công việc và của những niềm đam mê. Thành ra là mình có rung động và rung động rất là nhiều. Và đôi khi thì cái sự rung động đó tới đỉnh điểm luôn, là mình cực kỳ thích và lúc nào cũng nghĩ về người đó. Nhưng mà cuối cùng lại thì đó không phải là tình yêu. Và nụ hôn gần nhất của bạn đến thời điểm này là khi nào? Là tối hôm qua. Hôn ai? Người mình rung động. Trời ơi, hỏi ngay chóc luôn. Còn câu hỏi cuối cùng là nếu như mà đứng giữa một Sài Gòn nhộn nhịp như vậy, kẹt xe như vậy, ồn ào như thế nữa, nếu bạn trốn đi thì bạn sẽ trốn đi đâu? Tâm có một cách vừa chạy trốn cảm xúc mà vừa đối mặt cái cảm xúc nữa. Đó là khi mà mình rất là cùng cực, rất là buồn rồi thì Tâm trốn vào rạp chiếu phim. Phải lựa cái phim nào mà nó cực kỳ buồn để mình có thể ngồi ở trong góc mà mình khóc được. Thì sau khi xem cái phim đó thì cảm thấy cuộc đời nó tươi mới lại. Thành ra cái chỗ mà mình Tâm hay trốn nhất là trong rạp chiếu phim. Cảm ơn Tâm rất là nhiều khi mà ngày hôm nay bạn đã đến với chương trình. Và ngay bây giờ thì không biết là với tập 3 chương trình thì Tâm có quà tặng gì muốn tặng cho Yumi cùng với tất cả quý vị khán giả không? Và nhân tiện nói về cái nơi mà mình có thể yên tâm mình trốn vào được á, thì ở đây Tâm cũng muốn giới thiệu với mọi người một bài hát mà Tâm trong Sao Mai Điểm Hẹn thì cảm thấy mình chưa thực sự thỏa mãn á, trong đêm thi thứ 3 phần thi hát rock. Đó là một sáng tác của Quốc Trung và Dương Thụ, Hòn Đá Trong Vườn Tôi. Bài hát này nói về một cái chốn yên bình đơn giản thôi. Đó là một cái khu vườn và người ta cảm thấy thực sự tìm được một góc riêng ở trong đó. Và khi mà hát bài hát này thì từ một cái bản trước đó rất là chậm và Tâm phối lại có pha chút dance nữa thì không biết là mọi người lắng nghe thì sẽ như thế nào. Thôi thì bây giờ Tâm mời mọi người cũng như là mời Yumi đến với Hòn Đá Trong Vườn Tôi. Hòn đá lặng lẽ nằm trên bãi cỏ, ở cuối vườn vắng ngồi xem nắng mưa. Bài hát nào đây mà nghe rất âm thầm, trầm lặng lời hát khu vườn của tôi. Hòn đá lặng lẽ nằm trên bãi cỏ, ở cuối vườn vắng ngồi xem nắng mưa. Bài hát nào đây mà nghe rất ầm ầm, trầm lắng lời hát khu vườn của tôi. Cỏ vườn xanh biếc đã vô tư tìm về bên đá, cây lá trong vườn thấy im lặng như là đêm. Ngồi xem nắng mưa, bài hát nào đây mà nghe rất âm thầm, trầm lắng lời hát khu vườn của tôi. Cỏ vườn xanh biếc đã vô tư tìm về bên đá, cây lá trong vườn thấy im lặng như là đêm. Xanh thế đã vô tư lặng nhìn mây trắng, mây trắng bay về bóng che dần khu vườn tôi.
lặng nhìn mây trắng, mây trắng bay về bóng che dần khu vườn tôi đã cất lời, hát cùng tôi đã cất lời, hát cùng tôi đã cất lời, hát cùng tôi. Quý vị vừa được thưởng thức một ca khúc rất là hay với sự làm mới lại của ca sĩ Thanh Tâm, Hòn Đá Trong Vườn Tôi. Và đó cũng chính là món quà cũng như là lời chào tạm biệt mà Yumi và Thanh Tâm xin gửi đến tất cả quý vị khán giả. Hy vọng rằng là quý vị đã có một chương trình hay hơn, hấp dẫn hơn để lắng nghe Thanh Tâm chia sẻ về chân dung của chính mình. Yumi xin một lần nữa cảm ơn Thanh rất là nhiều. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với Music Plus cùng MC Trung Hiếu. Xin cảm ơn ạ.